Đây là lần thứ 2 trong năm 2022 Minh Tú nhận lời làm giám khảo cuộc thi Nhan sắc lớn. Trước đó Minh Tú là một trong những giám khảo của cuộc thi Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022. Chương trình đã ghi hình và chuẩn bị lên sóng cũng như tổ chức đêm chung kết. Đến tham dự buổi công bố cuộc thi Miss Run Việt Nam 2022, Minh Tú diện bộ đầm dạ hội màu đen form dáng cổ điển, thanh lịch của nhà thiết kế Trung Thanh Phong vừa thực hiện riêng cho Minh Tú. Chi tiết đính đá và ngọc trai màu trắng càng làm tăng thêm sự sang trọng cho bộ đầm dạ hội này. Với chiều cao nổi bật và một thân hình đẹp chuẩn mực, bộ đầm đen càng giúp Minh Tú khoe được vẻ đẹp hình thể của mình. Chiếc đầm dạ hội kín đáo này càng giúp Minh Tú khác biệt trong một sự kiện nhan sắc quy tụ nhiều người đẹp trong và ngoài nước. Chia sẻ cảm xúc khi được ban tổ chức mời làm giám khảo Miss Run Việt Nam 2022, Minh Tú cho biết, Minh Tú rất vui và vinh dự khi được xen vàng mời vào vị trí giám khảo chính thức. Dù đã quá tuổi để có thể đứng trên sân khấu Miss Run, nhưng ở cương vị giám khảo, Minh Tú sẽ cố gắng cùng các anh, chị giám khảo khác tìm ra được những người đẹp xứng đáng, một lần nữa khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào. Năm 2022 là cột mốc thăng hoa trong sự nghiệp của Minh Tú khi cô tham gia nhiều chương trình đình đám. Ngoài sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp rất thành công khi liên tục góp mặt trong những show diễn hàng đầu, Minh Tú còn là một nhân tố đặc biệt tại các chương trình giải trí ăn khách nhất hiện nay như Sao Nhập Ngũ, Người Ấy Là Ai. Bên cạnh đó, Minh Tú còn là một gương mặt quảng cáo sáng giá. Với hành trình chạm tới thành công và lan tỏa những giá trị tích cực, cô là một trong những người trẻ có tầm ảnh hưởng và nhận được sự yêu mến của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Ngoài ra, việc chính thức xác nhận tình cảm với bạn trai người Đức, Minh Tú còn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm có được tin vui trong một năm thăng hoa cả về sự nghiệp và gia đình.